Chào mừng thầy và các bạn đã đến với buổi thuyết trình của nhóm em về môn chiếu sáng hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Đề tài là chiếu sáng khách sạn. Giáo viên hướng dẫn là phó giáo sư tiến sĩ Huyền Huy Ánh. Nhóm em gồm có hai người, gồm em là Trần Trung Hiếu, mã số sinh viên là 19142151, và Hoàng Đức Đạt, mã số sinh viên là 19142129. Thì phần đầu tiên đó là phần nội dung. Nội dung của em gồm có 6 phần. Phần 1 là phần tổng quan, phần 2 là đèn và bộ đèn, các loại đèn và các loại bộ đèn. Phần thứ 3 là tiêu chuẩn chiếu sáng. Phần thứ 4 là các loại tiếp trong chiếu sáng khách sạn. Phần thứ 5 là tính toán với phần mềm Develop Evo. Phần 6 là tài liệu tham khảo. Thì phần đầu tiên của tổng quan đó chính là cái khu vực không gian ngoài trời. Thì không gian ngoài trời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng uy tín của một khách sạn. Đây là nơi tiếp xúc đầu tiên của khách với bất kỳ cơ sở nào, đảm bảo sự chú ý đặc biệt đến từng chi tiết và một không khí thân thiện hiếu khách là những cái điều kiện để đảm bảo ấn tượng đầu tiên hoàn hảo đến với khách hàng. Tiếp theo đó là phần lối vào và tiền sảnh. Thì khu vực này cần được chiếu sáng rất là tốt. Các khách sạn và khu chung cư hiện đại thì cần phải có sảnh đợi đẹp và rộng rãi. Đây là không gian kết hợp cả chức năng coi như là đại diện và giao tiếp của khách sạn. Chúng phải thanh lịch và đủ ánh sáng để tạo ấn tượng ban đầu tuyệt vời cho khách. Mặt khác, bạn nên tách một số khu vực trong sảnh nơi ánh sáng sẽ ấm áp và nó hơi mờ mờ xuống để hoàn hảo cho các cuộc họp bình thường, hoặc là nơi thoải mái để khách có thể ngồi xuống và thư giãn. Tiếp theo là phần quầy lễ tân. Thì quầy lễ tân thực sự là một thương hiệu của một khách sạn. Những vị khách đầu tiên nhìn thấy sẽ ấn tượng đầu tiên sẽ luôn được tính. Khách phải cảm thấy được chào đón trong cái không gian ấm áp và thân thiện. Tuy nhiên, cái điều quan trọng cần nhớ là khách sạn cũng cần là một nơi đòi hỏi khắt khe. Máy tính để bàn được chiếu sáng đúng cách sẽ tạo ra một môi trường tuyệt vời cho cả nhân viên và khách hàng. Điều này được thực hiện để thu hút sự chú ý của khách về phía quầy. Khi cái người đó, khi anh ta bước vào cái sảnh. Tiếp theo là phòng chờ và quầy bar. Trong các khu tiếp khách với ánh sáng dịu nhẹ từ cái đèn bàn thì làm cho khu vực này được chào đón hấp dẫn bằng cách tạo ra các tiêu điểm nhỏ. Các ánh sáng trong các câu lạc bộ khách sạn nên tập trung vào hai khía cạnh. Một mặt, điều quan trọng là phải nhấn mạnh tính cách cá nhân của địa điểm. Mặt khác, người ta phải đạt được một bầu không khí nhất định. Những nội thất này nên có cảm giác thư giãn với họ, khuyến khích khách hàng dành nhiều thời gian hơn tại câu lạc bộ hoặc quán bar của khách sạn. Kế tiếp là phần nhà bếp. Thì ánh sáng nhà bếp đầy đủ của khách sạn là cần thiết để hoàn thành các công việc hàng ngày của nhân viên khách sạn. Ánh sáng chiếu sáng chung thì phải đều và không được gây chói. Điều quan trọng cần nhớ là hệ thống chiếu sáng không gian làm việc bổ sung sẽ làm nổi bật các khu vực thích hợp trong nhà bếp, giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Tiếp theo là cơ sở bar và chăm sóc sức khỏe. Ánh sáng trong phòng tập thể dục và các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải tạo ra bầu không khí phù hợp. Đó phải là thư giãn. Nó phải mang tính thư giãn và thoải mái, kích hoạt đầu óc. Ánh sáng dịu nhẹ, dịu dàng, ấm áp giúp thư giãn cho những người thường xuyên đi spa, đặt họ vào một trạng thái thú vị. Mà khác, ánh sáng rực rỡ làm sống động bầu không khí và khuyến khích hoạt động thể chất. Thay đổi ánh sáng một cách linh hoạt với công nghệ circadian là một cách tuyệt vời để hỗ trợ tái sinh một cách tự nhiên.
Tiếp theo là phòng hội nghị trong khách sạn, nó phục vụ nhiều cái nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta có thể lấy bối cảnh là một bữa tiệc hoặc một tiệc cưới, các cuộc họp kinh doanh nhỏ, các khóa đào tạo hoặc các bài giảng lớn. Bất kể việc sử dụng của họ là gì, họ nên cung cấp cho người dùng của họ một cảm giác thoải mái đặc biệt. Đó là lý do tại sao chúng ta nên trang bị ánh sáng chiếu sáng chung giảm chói và ánh sáng nhấn một cách tinh tế. Về phần nhà hàng thì ánh sáng trong nhà hàng nên nhấn mạnh các tính cách của nó, việc sắp xếp ánh sáng nên hài hòa với các món ăn được phục vụ. Một cách tiếp cận truyền thống hoặc hiện đại để nấu ăn cần được nhấn mạnh. Ánh sáng sẽ tạo ra một bầu không khí dễ chịu, hòa đồng. Kết xuất màu sắc cũng cần một khía cạnh quan trọng. Thức ăn cũng nên là một bữa tiệc cho mắt. Thì về phòng cái phòng tiêu chuẩn của một khách sạn á, thì việc bố trí ánh sáng trong các khách sạn sẽ làm cho khách cảm thấy như là đang ở nhà. Cho dù họ đang đi công tác hay đi nghỉ thì phòng khách sạn nơi họ có thể nghỉ ngơi, một cảm giác hài hòa, một cái không gian hài hòa tiện dụng là cái cách dễ nhất để làm cho kỳ nghỉ của khách sạn của khách dễ chịu hơn. Ánh sáng chung phải hài hòa và với ánh sáng nhấn tạo ra bầu không khí hoàn hảo để thư giãn và tập trung vào các nhiệm vụ được giao. Về phần các cái phòng cao cấp thì ánh sáng trong dãy phòng cho những vị khách quan trọng phải nhấn mạnh uy tín của phòng và đảm bảo sự thoải mái. Một hệ thống điều khiển trực quan sẽ giúp bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ, màu sắc và cường độ ánh sáng theo sở thích của du khách, sẽ nâng cao hơn những cái tâm trạng của khách. Sự sắp xếp ánh sáng thì phải hài hòa với thiết kế nội thất và làm nổi bật những không gian quan trọng nhất để du khách có thể trải nghiệm một không khí thoải mái tại mọi thời điểm lưu trú. Về phần nhà vệ sinh và phòng tắm thì phòng vệ sinh khách sạn có thể tiếp cận tự do là nó hiệu quả và chất lượng tiết kiệm năng lượng của ánh sáng có tầm quan trọng thiết yếu. Để đạt được điều này thì bạn phải lắp đặt máy dò chuyển động. Giải pháp này làm giảm đáng kể cái mức tiêu thụ năng lượng, cái sự thân mật và cá tính của những không gian đó là những phẩm chất cần được nhấn mạnh. Một không gian tươi sáng, màu sắc yên tĩnh và ánh sáng thoải mái chắc chắn sẽ xây dựng một cái cảm giác sang trọng và độc đáo. Các bộ đèn được sử dụng phải có mức độ bảo vệ xâm nhập cao để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy hơn ở trong nhiều năm tới. Về phần hành lang và thang máy thì hành lang thường xuyên có khách của khách sạn tiến đến phòng của họ hoặc các khu vực chung, thì ánh sáng phù hợp sẽ làm giảm hiệu ứng đường hầm, tạo ra một không gian mở và chào đón. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng ánh sáng nhấn thích hợp, sẽ thiết lập cái nhịp điệu phù hợp, đồng thời phải tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt về chiếu sáng khẩn cấp. Yêu cầu của ánh sáng trong thang máy hơi khác so với các khu vực khác. Về phần chiếu sáng khẩn cấp thì khi hệ thống chiếu sáng nguồn điện bình thường bị lỗi ở những khu vực không có ánh sáng tự nhiên, cần phải sơ tán khỏi cơ sở hoặc hệ thống cung cấp điện có thể bị hỏng bất cứ lúc nào, ví dụ như thời tiết khắc nghiệt, hỏa hoạn, công việc xây dựng do quá tải hệ thống. Thì để di chuyển mọi người đến nơi an toàn hoặc cho phép các quy trình thiết yếu tiếp tục bị đóng cửa. Trong giai đoạn này, ánh sáng khẩn cấp nên được cung cấp từ một nguồn độc lập với nguồn cung cấp ánh sáng bình thường. Về phần cái bãi đậu xe thì cả bãi đậu xe trong nhà và ngoài trời phải được chiếu sáng tốt để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Ánh sáng đồng đều ở mọi góc và các khu vực trong được chỉ định rõ ràng, giúp dễ dàng xác định vị trí chỗ đậu xe và lối thoát hiểm. Ở trong đó nó sẽ nhấn mạnh thêm sự uy tín và sự quan tâm khách hàng của khách sạn ngay từ những bước đầu tiên, ngay từ lúc đầu.
Tiếp đến đó là cái phần ánh sáng tự nhiên, chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo cho khách sạn. Thì đây là hai cái hình, bên trái là chiếu sáng tự nhiên có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, và bên phải đó là cái ánh sáng nhân tạo do các bộ đèn chiếu ra. Thì chiếu sáng tự nhiên, ánh sáng tự nhiên là có toàn bộ các quang phổ, có nghĩa là nó chứa đựng màu sắc của cầu vồng. Nếu không có tất cả những màu sắc này, thế giới xung quanh chúng ta sẽ trông là giống như có rất nhiều cái module, thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy da hoặc kết cấu. Xu hướng sử dụng ánh sáng tự nhiên luôn được ưu tiên khi thiết kế một cái không gian nào đó. Về phần lợi ích của ánh sáng tự nhiên thì ánh sáng ban ngày sẽ làm tăng năng suất và sự thoải mái. Tiếp cận với ánh sáng tự nhiên giúp cải thiện nhịp sinh học của một người làm việc trong ánh sáng ban ngày, thúc đẩy tâm trạng và động lực, dẫn đến công việc được thực hiện nhanh hơn. Nó tạo ra một môi trường trong nhà yên tĩnh hơn, giảm căng thẳng của một người. Học tập trong ánh sáng ban ngày tự nhiên làm giảm căng thẳng và được chứng minh là cải thiện thành tích của học sinh. Về phần cái nhược điểm của ánh sáng tự nhiên đó là chiếu sáng tự nhiên, nhược điểm của chiếu sáng tự nhiên là chỉ cần sử dụng dưới ánh sáng mặt trời, chỉ sử dụng dưới ánh sáng mặt trời một cách dịu nhẹ thôi. Cái ánh sáng mặt trời nó sẽ làm giảm tuổi thọ của các vật liệu và cái nội thất ở bên trong. Nó cảm thấy người ta nó khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ánh sáng ban ngày thì sẽ không chiếu sáng đồng đều trong một căn phòng. Ánh sáng nhân tạo thì ánh sáng nhân tạo trái ngược với ánh sáng tự nhiên, nó là bất kỳ cái nguồn sáng nào nó được xuất ra từ một cái thiết bị điện. Chiếu sáng nhân tạo có nhiều ứng dụng khác nhau và được sử dụng trong nhà và thương mại. Đèn nhân tạo có nhiều hình dạng, kích thước, màu sắc và ánh sáng phát ra mức độ sáng và mức độ sáng khác nhau. Ưu điểm của chiếu sáng nhân tạo đó là giúp tạo hiệu ứng không gian, giúp ánh sáng và nó mang tính trang trí, có sẵn bất cứ lúc nào trong ngày. Thì các loại đèn nó có sẵn và rất đa dạng, coi như là và nó rất là dễ dàng lắp đặt. Về phần nhược điểm thì ánh sáng nhân tạo nó có tính phí do phải sử dụng điện, thì chúng không đồng đều về chất lượng nên nên phải tìm nhà sản xuất và nhà cung cấp có uy tín. Chiếu sáng không thoải mái với ánh sáng ban ngày, mặc dù hầu hết thời gian ánh sáng nhân tạo không gây hại, nhưng nó có một số khía cạnh về cơ bản có thể tạo ra một số rủi ro cho sức khỏe. Khi mà chúng ta sử dụng cái ánh sáng này nó quá mờ hoặc là quá sáng, nó có thể ảnh hưởng đến mắt. Thì các loại ở đây là các loại chiếu sáng, thì ta có như ở trong hình thì ta có chiếu sáng trực tiếp, chiếu sáng bán trực tiếp, chiếu sáng chung phát tán, chiếu sáng hỗn hợp, chiếu sáng bán gián tiếp và chiếu sáng gián tiếp. Nó có các đường cong phân bố cường độ sáng khác nhau, nhìn hình thì chúng ta có thể thấy. Phần đầu tiên là phần chiếu sáng trực tiếp, thì những khu vực có ánh sáng trực tiếp sẽ mang lại nhiều màu sắc hơn, thay đổi màu sắc, nét và ấn tượng hơn. Thì tính chất của nó thì nó mang tính định hướng cao, giảm độ chói sáng mạnh ở một số góc nhất định. Trần của nó sẽ tối, nó sẽ tạo hiệu ứng hang động, không cho phép bất kỳ bóng tối nào, hiệu quả năng lượng ở các cấp độ khác nhau. Chiếu sáng bán trực tiếp thì chiếu sáng này nó sẽ có từ 60 đến 90% ánh sáng chiếu xuống dưới. Cái loại chiếu sáng này phù hợp cho văn phòng, nhà ở và nhà hàng. Chiếu sáng hỗn hợp
thì ánh sáng nó được hướng đến nơi làm việc trực tiếp và gián tiếp thông qua trần nhà từ các bộ đèn treo hoặc đèn chiếu sáng độc lập. Cái về tính chất thì hình ảnh phòng nó sẽ dễ chịu, sự chấp nhận của người dùng cao, tỷ lệ tương phản tốt, bố trí nơi làm việc nó linh hoạt với tỷ lệ gián tiếp thì trên 60%, sự kết hợp tốt giữa hiệu quả năng lượng và chất lượng chiếu sáng. Chiếu sáng quét tán. Chiếu sáng quét tán là nó sẽ chiếu ánh sáng dịu nhẹ, không có cường độ cũng như ánh sáng chói của ánh sáng trực tiếp. Nó dường như nó sẽ quấn quanh các đối tượng, nó ánh sáng nó sẽ mềm mại hơn và không tạo ra các cái khu tối khắc nghiệt. Nó nằm rải rác và đến từ mọi hướng, nó sẽ tạo sự dễ chịu hơn cho chúng ta. Chiếu sáng bán gián tiếp thì từ 10% đến 40% ánh sáng sẽ chiếu xuống dưới, không gây chói, che nắng và tạo ra một môi trường dễ chịu, thích hợp để chiếu sáng trong văn phòng, nhà ở và một số không gian sinh hoạt, liên lạc chung. Chiếu sáng gián tiếp. Ánh sáng gián tiếp là những khu vực không được chiếu sáng trực tiếp bởi nguồn sáng nhưng vẫn chiếu được một số khu vực nhất định. Về tính chất thì trần và tường nó sẽ sáng, hiệu ứng chiếu sáng có thể xuất phát tán, điều kiện ánh sáng nó xuất phát tán. Căn phòng thì nó sẽ làm cho căn phòng tăng dinh chiều cao, ánh sáng sẽ không bị chói, nơi làm việc có thể được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, hiệu quả năng lượng thấp hơn. Về phần 2, đến với phần 2 đó là phần các loại đèn và bộ đèn. Thì đây là một số cái công ty về chiếu sáng ở Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có tên công ty, cái địa chỉ ở trên internet cũng như là cái logo của công ty. Ta có các công ty như là công ty Philips, GE, Osram, Thon, Panasonic, Dragon, Kinglet, Điện Quang, Rạng Đông, Duha. Ngoài ra thì còn có một số các công ty khác nữa, nhưng mà ở đây chỉ biểu hiện một số cái công ty nổi bật. Ta có sơ đồ các phân loại các loại đèn. Thì đèn ta có ba cái loại chính, đó là đèn bức xạ nhiệt, đèn phóng điện và đèn LED. Thì tại sao nên sử dụng các loại đèn LED? Ở đây ta có hai cái bảng, đó là một cái bảng thì nói về ở đây là các cái đèn sợi tóc, đèn halogen sợi tóc, đèn công bắc huỳnh quang và đèn LED bulb. Thì ở đây ta có thể thấy được đó là cái đèn LED thì nó chiếu ra cái ánh sáng với lượng lumen rất là cao, trong khi đó thì cái công suất rất là nhỏ, cái hiệu suất chiếu sáng của nó cực kỳ lớn, cái nhiệt độ màu của nó ổn định, cũng như là nó có cái tuổi thọ rất là lớn, cái chỉ số hoàn màu cũng khá là cao. Trong khi nhưng mà ngược lại thì giá thành nữa thì nó hơi mắc. Ở đây chúng ta có thể thấy thì ưu điểm của đèn LED được đề cập đó là hiệu quả chiếu sáng cao, tuổi thọ lâu dài, kích thước nhỏ gọn, chỉ số hoàn màu từ tốt đến xuất sắc, không có tia UV hoặc bức xạ hồng ngoại, không có vật liệu có hại cho môi trường, ví dụ như thủy ngân. Bắt đầu ngay lập tức 100% quang thông sau khi bật, nó không có khoảng thời gian quá độ delay nó lâu. Còn về phần nhược điểm thì cái giá thành của nó rất là cao, nó bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và nó rất là nhạy cảm với cái điện áp biến đổi, nó làm cho khi mà điện áp biến đổi thì cái đèn này nó dễ bị hỏng. Tổng quan về một số loại bộ đèn thì ta có các loại đèn như là đèn trang trí, LED trang trí, LED dây, LED âm trần, LED màu,
led treo tường, led chiếu sáng trần nhà, đây cũng là led treo tường, đèn downlight, đèn batten, led top, led stick và led bulb. Một số cái ứng dụng ở trong khách sạn của các cái bộ đèn này như là led bulb thì ta có thể sử dụng ở trong cái sảnh đợi, hành lang, cầu thang, khu vực tiếp tân. Led batten thì có sử dụng trong khu vực chiếu sáng chung và các cái khu vực chiếu sáng nhỏ, chiếu sáng hẹp. Đối với led downlight thì có sử dụng trong hành lang, phòng tắm và nhà vệ sinh, phòng họp, nhiều ứng dụng chung ở trong nhà. Cái led treo tường thì có thể sử dụng ở hành lang, cầu thang, khu vực lối vào công cộng, phòng tắm, lối thoát hiểm khẩn cấp. Led batten thì có thể sử dụng ở khu vực lễ tân, bàn tiếp tân, phòng hội nghị, phòng ngủ, nhà hàng. Đối với led trang trí thì có thể sử dụng ở phòng ngủ, ở bar, nhà hàng và cái phòng khách. Led dây thì có thể sử dụng chiếu sáng ở những khu vực hẹp, bar. Cái led gắn trên trần thì có thể sử dụng ở hành lang, phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách. Led màu thì có thể sử dụng ở hành lang và bar. Phần 3 đó là tiêu chuẩn chiếu sáng. Thì ta có một số tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam như là tiêu chuẩn TCVN 711-4-1-208, Ecolumi chiếu sáng nơi làm việc phần 1 trong nhà, tiêu chuẩn TCVN 11844-2008, đèn led và tiết kiệm năng lượng TCVN 3743-1983, chiếu sáng nhân tạo trong các tòa nhà công nghiệp và công trình công nghiệp TCVN 4694-1984. Các bộ đèn và thông số kỹ thuật chung TCVN 1088-5-2-1-2015, hiệu suất đèn yêu cầu và phần 1 yêu cầu chung QCVN 22-2-6, BIT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng, mức độ cho phép của chiếu sáng nơi làm việc, QCVN 09-203-BXD, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình chiếu tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra thì ta ngoài một số cái tiêu chuẩn Việt Nam như trên thì ta còn có tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn NA và tiêu chuẩn UL, tiêu chuẩn châu Âu và cái tiêu chuẩn của Mỹ. Thì ta có là tiêu chuẩn NA 12464-1202, ánh sáng và chiếu sáng nơi làm việc phần 1, ánh sáng nơi làm việc. Và cái phần 2 của nó năm 2014, part 2, phần 2, đó là chiếu sáng bên ngoài khu làm việc. Tiêu chuẩn ngày nay 15193, hiệu suất năng lượng của các tòa nhà và yêu cầu năng lượng cho chiếu sáng. Tiêu chuẩn NA 1838-2020, đó là chiếu sáng khẩn cấp. Tiêu chuẩn UL 1598, các loại bộ đèn. Tiêu chuẩn UL 153, tiêu chuẩn cái đèn bàn di động. Ta còn có các tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn mà quốc tế thì sử dụng
IEC 60050-845 từ vựng kỹ thuật điện quốc tế về chiếu sáng IEC 62504-2014 chiếu sáng chung diode phát sáng sản phẩm và thiết bị liên quan điều khoản và định nghĩa của IEC tiêu chuẩn IEC 60364-1/2005 lắp đặt điện áp thấp phần 1 nguyên tắc cơ bản và đánh giá các đặc điểm chung và định nghĩa IEC 62717-214 mô đun LED cho chiếu sáng chung yêu cầu hiệu suất IEC 62722-2-1/204 hiệu suất đèn điện phần 2-1 yêu cầu chung cụ thể đối với bộ đèn LED. Đi sâu vào trong cái tiêu chuẩn TCVN 74 7114-1208 chiếu sáng ở trong chiếu sáng khu vực làm việc ở trong nhà này thì ta có cái bảng thì nó nói về các cái khu vực ở trong nhà như ở bên trái và ở bên phải đây nó sẽ cho ta biết giống như là khu vực tiền sảnh thì nó sẽ có yêu cầu nó là 100 lux cái chỉ số hoàn màu là 60 cái độ phản xạ của ánh sáng là 22 hệ số hoàn có tiền sảnh phòng đợi khu vực lưu thông hành lang cầu thang cuốn căng tin phòng nghỉ tập thể dục nhà hàng khách sạn thì ở đây có bàn lễ tân khu ngân khu vực hành lý nhà bếp nhà hàng phòng ăn phòng chức năng nhà hàng phục vụ buffet phòng họp hành lang và có các ghi chú về chiếu sáng. Còn về quy chuẩn QCVN 22/2016 của Bộ Y tế thì nó cũng có các tiêu chuẩn giống như vậy nhưng mà chỉ nói về cái mức độ quang thông ở trong các cái khu vực ở trong nhà thôi, tiền sảnh, phòng đợi, phòng nghỉ, phòng tập thể dục, phòng y tế, phòng đặt tủ điện. Về quy chuẩn QCVN 09/2013 của Bộ Xây dựng thì nó có cái mức độ hao tổn là như cái bảng trên. Mức độ hao tổn thì đơn vị là watt trên mét vuông thì đối với khách sạn thì cái mức độ hao tổn điện áp của nó thì sẽ là 11 watt trên mét vuông. Về phần quy chuẩn EN 124641 chiếu sáng khu vực trong nhà thì nó cũng có cái bảng giống như tờ tiêu chuẩn QCVN 74 7114, nó có các cái khu vực bàn tiếp tân rồi nhà hàng khách sạn buffet phòng hội nghị hành lang căng tin phòng nghỉ phòng tập thể dục, phòng tắm, toilet, cái phòng y tế, nó cũng nói về cái yêu cầu về quang thông, cái hệ số, cái mức độ phản xạ, cái chỉ số hoàn màu và một số cái ghi chú khi mà chiếu sáng. Thì giống như là ở cái khu vực nhà bếp này đi thì nó cái khu vực kết nối giữa nhà bếp và cái nhà hàng thì nó như thế nào cũng như là chiếu sáng thiết kế nó phải cái khu vực nhà hàng chiếu sáng thiết kế phải tạo nên được một cái hiệu ứng không gian nó sẽ chỉ cho mình. Tiếp theo thì ta có cái một số cái đề nghị, một số dữ liệu được đề cập ở trên đây nó sẽ đóng vai trò là công cụ điều hướng, nó sẽ
nó quan trọng hơn so với việc giữ mức độ chiếu sáng theo quy định, tính bằng lúp và nhận thức chung của thiết kế và cảm giác mà thiết kế này gây ra. Thì ở đây là cái bảng này nó trong cái cuốn sách Hotel Lighting. Nó mang tính chất như là một cái đề nghị. Ở đây nó sẽ có các cái khu vực thì giống như các cái bảng hồi nãy, cái quang thông, độ phản xạ cũng như là cái chỉ số hoàn màu và cái ghi nhớ, các cái ghi chú khi thiết kế chiếu sáng. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, nó rất là nhiều. Tiếp theo thì nó có các cái đề nghị. Cái đề nghị nó cũng này nó không phải là cái tiêu chuẩn hay là cái định nghĩa nào hết, mà nó mang tính chất như là một cái để tham khảo. Ta có cái khu vực phòng trong khách sạn, phòng chung, phòng tiếp đón, phòng sảnh, phòng để đồ, phòng đọc sách. Các cái đề nghị chiếu sáng ở trong không gian phòng thì cái khu vực chào đón, khu vực chung, khu vực làm việc, tivi, khu vực lãng mạn thì nó cũng có như vậy. Rồi cái khu vực bãi đậu xe, bãi đậu xe cũng có, như là khu vực dốc ở ban ngày, khu vực dốc ban đêm, cái làn đường, khu vực đổ xe, khu vực soát vé, nó ghi rất là đầy đủ. Thì vậy khi tiếp theo là phần cái tiêu chuẩn chiếu sáng, nói riêng về từng phần ở trong cái khu vực khách sạn. Thì khu vực lối vào thì các cái lối vào nên được xuất hiện trong một ánh sáng chào đón thân thiện để tạo ấn tượng tích cực. Ánh sáng phải đủ sáng và cung cấp một cái nhìn hoàn hảo về khu vực mà không... Đây là cái bảng đề nghị nói về khu vực lối vào. Thì ta có các cái yêu cầu về chiếu sáng, chỉ số hoàn màu và chỉ số hoàn màu, nhiệt độ màu, các loại đèn sử dụng và các ghi chú. Ở đây thì nó sẽ nói cho cái ba loại hình khách sạn, một là cái nhà khách, hai là chuỗi khách sạn, ba là khách sạn cao cấp. Về phần cái chiếu sáng cho cái nhà khách thì nó chỉ là chức năng cơ bản chiếu sáng, nó chiếu sáng chỉ là chiếu sáng chức năng cơ bản. Còn về chủ nhà hàng thì nó sẽ chiếu khe sáng tạo không khí mời chào. Còn về khách sạn cao cấp thì nó sẽ có cả hai cái hình thức là chức năng và hiệu ứng trang trí để đáp ứng yêu cầu của khách sạn. Ở đây thì cái chỉ số hoàn màu người ta có thể thấy là nó nằm khoảng 3.300 cho đến 3.000 tùy thuộc vào loại hình. Rồi chỉ số nhiệt độ màu là 3.300 lên cho đến 3.000, 3.300 và 3.000. Còn chỉ số hoàn màu thì trên 80% nó sẽ tăng dần. Các loại đèn sử dụng thì có downlight, đèn chiếu sáng điểm, rồi đèn trang trí, rất nhiều loại đèn sử dụng, nó ghi trong bảng. Khu vực đón nhận thì các khu vực lễ tân phải được đảm bảo nổi bật vì chúng thường là nơi đầu tiên mà khách và du khách nhìn thấy. Ánh sáng tại quầy lễ tân phải đủ mạnh để khách dễ dàng tìm đường đi lại, nhưng cũng không được quá rời rạc, nó tự tin và thư giãn. Đây là một số cái sản phẩm thì có thể dùng ở trong cái chiếu sáng lễ tân, nó mang tính như trang trí. Thì đây cũng là cái bảng một số cái đề nghị nói về cái chiếu sáng cho cái lễ tân. Thì cái nhiệt độ màu thì cũng là khoảng 3.300, 3.000, chỉ số hoàn màu cũng trên 85%. Các loại đèn, đèn downlight, đèn led, đèn tường, led táp, đèn trang trí. Các cái yêu cầu như là các cái loại phụ kiện chiếu sáng thì phải hoàn toàn phù hợp với phong cách và bầu không khí của khách sạn. Cái yêu cầu chiếu sáng thì nó cũng như là tăng dần, đầu tiên cho các khách
cho những cái nhà khách thì đáp ứng yêu cầu cơ bản của khách hàng tạo một, còn chuỗi khách sạn thì tạo một không khí chiếu sáng. Khách sạn cao cấp thì trang trí bằng ánh sáng với chủ đề khách sạn với cái tính năng đặc biệt để thể hiện sự phổ biến của khách sạn, làm nổi bật lên. Về phòng phòng đợi thì ánh sáng của các phòng chờ phòng phòng về phòng phòng chờ ánh sáng của các phòng chờ sẽ liên quan đến một số yếu tố đặc biệt, chẳng hạn như là yếu tố coi như là yếu tố con người và một số yếu tố tự nhiên. Thiết kế chiếu sáng chỉ dành cho thiết kế phạm vi chung, trong đó nó cần phải phù hợp với các lựa chọn trang trí đồ đạc và xử lý ánh sáng. Một số cái sản phẩm sẽ có thể dùng ở phòng chờ, một số cái yêu cầu của nó đối với nhà khách thì nó sẽ đáp ứng các yêu cầu cơ bản của việc đi bộ của khách hàng. Đối với chuỗi khách sạn thì nó sẽ phù hợp với đặc điểm của khách sạn, còn khách sạn cao cấp thì chú ý hơn với việc định hình phong cách và hương vị của khách sạn bằng việc trang trí chiếu sáng. Cái nhiệt độ màu của nó sẽ tầm khoảng là 3000, chỉ số hoàng màu sẽ trên 80%, lại đèn đao lái, đèn tường, đèn đa chức năng, đèn chiếu sáng điểm. Về cái phần ghi chú thì nó đối với ánh sáng ngang mặt đất 100 đến 200 lux thì sẽ ổn định nhiệt độ màu, cần phải tương tự đối với khu vực tiền sảnh. Mức độ chiếu sáng cao sẽ khiến cho mọi người cảm thấy ngột ngạt và bức nóng. Chỉ số hoàng màu cũng rất quan trọng, phải cao hơn 85%. Đây cũng là mức độ chiếu sáng trung bình. Nếu chiều cao trên 6m thì nên đặt chiếu sáng trên mái nhà. Ánh sáng ban ngày nên được xem trọng trong khách sạn cao cấp và nó phải được giữ phù hợp với trang trí chung của khách sạn. Về phần sảnh đợi thì sảnh đợi là một khu vực chờ giao tiếp của khách hàng và nó sẽ mang đến cho khách hàng ấn tượng đầu tiên. Ánh sáng này phải phù hợp với khách hàng. Cái đèn có cái chỉ số hoàng màu cao nên được chú ý, nên được show ra để mời chào, như là tạo một cái khuôn mặt thân thiện cho nhân viên của khách sạn. Một số cái sản phẩm có thể dùng ở trong cái phòng chờ thì đối với nhà khách thì sẽ đáp ứng yêu cầu đi bộ của khách hàng thôi, còn chuỗi khách sạn thì nó sẽ đáp ứng phù hợp với đặc điểm của chuỗi khách sạn. Khách sạn cao cấp thì nó chú ý việc định hình phong cách hương vị của khách sạn bằng việc trang trí. Cái nhiệt độ màu, chỉ số hoàng màu. Rồi đối với chiếu ngang mặt đất được đề xuất là 300 lux, nó phải là một phân phối ánh sáng trung bình. Nếu chiều cao trên 6m nên đặt đèn chiếu sáng trên mái nhà. Ánh sáng ban ngày nên được xem xét trong khách sạn cao cấp và nó phải giữ phù hợp với cách trang trí chung như khi sử dụng ánh sáng. Tiếp theo là về phần hành lang thì mục đích chính của lối đi là để hướng dẫn và để đi bộ. Hệ thống chiếu sáng và hoàng màu phù hợp có thể khiến khách sạn cảm thấy an toàn và thoải mái hơn khi đi bộ trên hành lang. Ánh sáng cầu thang nên được che giấu và làm cho ánh sáng cầu thang nó trở nên hài hòa. Ở đây là cái hình về chiếu sáng hành lang, là có thể nói nó là một dạng như là chiếu sáng hỗn hợp. Nó có cái chóa đèn để chụp cái đèn này, trong đó là hài hòa. Đây là một số cái sản phẩm thì có thể dùng trong chiếu sáng hành lang: đèn âm, đèn đao lai, đèn tường, đèn chiếu sáng điện, laptop. Đây cũng là cái bảng để nói về các cái tiêu chí khi mà chiếu sáng, các cái yêu cầu ghi nhớ về chiếu sáng hành lang. Tiếp theo là chiếu sáng thang máy. Hệ ánh sáng trong thang máy là một phần của trang trí. Về góc chiếu sáng phải được sắp xếp tốt. Đèn pha khi được sử dụng chiếu sáng có chức năng thì có nhiệt độ màu bằng 3000. Ánh sáng với
chùm nhỏ được sử dụng để chiếu sáng điểm nhấn, nhiệt độ màu khuyến nghị là 4300K. Một số các sản phẩm thì dùng trong chiếu sáng thang máy. Các cái yêu cầu về chiếu sáng thang máy thì nó sẽ hướng dẫn an toàn và những yếu tố nó sẽ hướng dẫn và an toàn những yếu tố chính khi thiết kế chiếu sáng. Thì chiếu sáng được sử dụng để mở rộng không gian, vì sảnh thang máy trong chuỗi khách sạn nó trong cái chuỗi khách sạn thì nó rất là hẹp. Còn đối với cái khách sạn cao cấp thì ánh sáng phải phù hợp với phong cách của khách sạn. Cái nhiệt độ màu của nó sẽ từ khoảng 3.000 cho đến 4.500. Chỉ số hoàng màu thì trên 80. Các loại đèn thì cũng như vậy thôi. Đầu light chiếu sáng điểm. Về cái ghi chú thì chiếu sáng đó là khi mà 100 đến 300 lux được đề xuất cho chiếu sáng ngang mặt đất, thì chiếu sáng theo chiều ngang ánh sáng coi như là phải nó mềm mại, không được quá gắt. Về cái phòng khách thì cái phòng ngủ nó là khu vực cốt lõi của khách sạn, các phòng ngủ nên tỏa ra bầu không khí thoải mái. Khách sạn ánh sáng phòng khách sạn tốt nên không bị chói và đổ bóng mờ. Tốt nhất khách sạn có thể điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp với nhu cầu của họ. Một số các sản phẩm có thể dùng ở trong phòng khách: đèn đau lai, đèn tường, đèn táp, đèn trần, rồi đèn cầu thang, đèn bàn, đèn chiếu sáng trực tiếp rất nhiều. Đối với cái yêu cầu của chiếu sáng thì cái hệ thống chiếu sáng chung đáp ứng hoạt động trong phòng khách, hệ thống chiếu sáng chung đáp ứng các hoạt động trong phòng của khách hàng, thì thiết kế chiếu sáng nên chú ý nhiều hơn đến việc định hình phong cách và sở thích của khách sạn. Khi mà chiếu sáng từ 75 đến 150 lux thì đề xuất cho chiếu sáng ngang mặt đất, thì ánh sáng tạo điểm nhấn tối đa là 300 lux. Ánh sáng của các khu vực khác nhau phải hoàn toàn nhất quán. Đèn có thể điều chỉnh được nhiệt độ, được sử dụng để cung cấp ánh sáng nền. Đối với phòng tắm thì phòng tắm là khu vực chiếu sáng nên được chiếu sáng một cách mềm mại. Nhiệt độ màu thì được đề nghị cho phòng tắm nó nên không bị chói và đổ bóng nhỏ. Tốt nhất thì nên có thể điều chỉnh được ánh sáng phù hợp với nhu cầu. Nó nên là chiếu sáng điểm nhấn tập trung. Một số các sản phẩm sử dụng trong chiếu sáng nhà tắm. Còn về cái phần yêu cầu thì ánh sáng làm cho phòng tắm sạch sẽ rõ ràng, và ánh sáng phía trước gương được sử dụng để chiếu sáng tạo điểm nhấn, phong cách và hương vị của các yếu tố chính. 150 lux được đề xuất cho chiếu sáng ngang, nó có thể được sử dụng với đèn đeo light mờ và đèn trần để chiếu sáng chức năng. Ánh sáng nên cố gắng làm cho bầu không khí trong lành và sạch sẽ, linh thoát, nên tránh ánh sáng chói. Đối với phòng hội nghị đa chức năng, thì vì vậy ánh sáng phải được đáp ứng yêu cầu như lời nói, chiếu sáng trình bày sản phẩm và đào tạo. Hệ thống điều khiển ánh sáng thông minh giúp bạn có thể lập trình một số cảnh cho mọi dịp và ngay lập tức điều chỉnh ánh sáng trong phòng theo nhu cầu hiện tại. Các cái sản phẩm sử dụng trong phòng hội nghị: đèn đau light, đèn chiếu sáng trực tiếp, đèn chiếu sáng điểm, đèn trang trí. Cái nhiệt độ màu thì từ 3.000 đến 4.000. Cái yêu cầu chung cho chiếu sáng đó là các cái bài phát biểu thông thường được giảng viên tập trung, và các cái bài phát biểu thì sẽ được người thuyết trình coi như là rất là tập trung, và căn phòng phải được chiếu sáng tốt. Khi máy chiếu đang hoạt động, ánh sáng sẽ bị mờ đi, nó là đủ để ghi chú và đọc. Bên cạnh việc nhìn rõ các hình chiếu sáng, các
khi ghi chú là ánh sáng có thể được điều chỉnh cho các nhiệm vụ cụ thể trong phòng hội nghị chuyên nghiệp. Nhiều màu sắc ánh sáng, nhiều loại đèn chiếu sáng và chiếu sáng trực tiếp trong các cách kết hợp khác nhau, có nghĩa là hệ thống chiếu sáng có thể đáp ứng được nhiều tình huống và hoạt động khác nhau, chẳng hạn như ánh sáng của loa, ánh sáng thuyết trình của máy chiếu, ánh sáng trong công việc tập trung và ánh sáng tràn đầy năng lượng cho mọi hoạt động của não. Chiếu sáng được đề xuất là 500 lux tại thời điểm thảo luận và ít hơn 100 lux trong bản trình bày. Về phần chiếu sáng nhà hàng thì ánh sáng nên ấm áp, nhưng ánh sáng nên ấm áp nhưng mà phải rõ ràng ở trong nhà hàng. Hai phần thiết yếu cho chiếu sáng nhà hàng hoàn hảo là bầu không khí và phân vùng. Thì bầu không khí được tạo ra bởi ánh sáng, bởi những ánh sáng có những sắc thái nhạy cảm. Phân vùng với ánh sáng tạo nên các khu vực ấm cúng trong nhà hàng. Một số cái sản phẩm được dùng trong chiếu sáng nhà hàng như là đèn halogen, đèn chiếu sáng điểm, đèn trang trí. Các cái yêu cầu về chiếu sáng ở nơi đây là các khu vực và khu vực mọi người làm việc, chẳng hạn như phía sau quầy, các cái phần ảnh cần nhiều ánh sáng hơn, hiệu quả hơn. Ánh sáng cho khu vực dành cho khách cần phải hấp dẫn, phong cách và hiệu quả. Ví dụ như các điểm nổi bật về kiến trúc và đồ nội thất. Các ánh sáng trong nhà hàng nên coi như là dễ tiếp nhận hơn. Ánh sáng tại các bàn nên từ trần nhà đi xuống hoàn toàn không bị chói và bị mờ. Tiếp theo là đến phần trình bày của Văn Đạt. Xin chào thầy và các bạn. Tiếp theo là đến phần 4, cách tiếp để chiếu sáng khách sạn. Ấn tượng đầu tiên của khách hàng rất quan trọng về khách sạn và nhà hàng trước khi họ bước vào. Khi khách sạn được nhìn thấy từ xa cho đến khi họ đến gần tòa nhà, ánh sáng mặt tiền phải hài hòa với kiến trúc của khách sạn và ánh sáng tuyệt đẹp cho một đường lái xe với một ánh sáng dễ chịu chào đón khách tới khách sạn. Tiếp theo là thưởng thức thức ăn trong ánh sáng tốt, thức ăn ngon, đồ uống và những cuộc trò chuyện sôi nổi và bầu không khí dễ chịu. Đây là những yếu tố quan trọng trong việc vận hành và thiết kế nhà hàng của khách sạn. Các yếu tố cũng xác định yêu cầu chiếu sáng như ánh sáng tốt trên bàn cho bữa ăn và đồ uống, tầm nhìn của những người trong bàn và ánh sáng đầy đủ trong phòng. Tiếp theo là công nghệ LED giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng. Hiệu quả phát sáng tuyệt vời và tuổi thọ lâu dài của LED cho phép các giải pháp chiếu sáng hiệu quả. Ánh sáng rực rỡ và màu sắc tốt của nó cũng làm nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho ánh sáng năng động của các phòng và vật liệu. Tiếp theo là tạo bầu không khí với phong cảnh. Ánh sáng được phối cảnh được sử dụng để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thu hút tất cả giác quan của họ. Ánh sáng, không gian và thời gian kết hợp với những thú vị ẩm thực để tạo ra một khái niệm toàn diện. Hệ thống điều khiển ánh sáng được điều khiển linh hoạt, đảm bảo rằng các hiệu ứng ánh sáng quan sát dễ dàng được tạo ra. Sẽ là đến với cách tiếp chiếu sáng của tiếp theo là cách tiếp chiếu sáng của lễ tân. Tiền sảnh giới thiệu chủ đề của khách sạn. Khi một vị khách bước vào, họ nhìn thấy tiền sảnh, họ sẽ thấy được chủ đề của khách sạn được tạo ra. Ánh sáng được phân bổ phù hợp cho phép các khu vực quan trọng, chẳng hạn như quầy lễ tân, được làm nổi bật để định hướng, và các khu vực tiếp khách yên tĩnh được xác định là các khu vực riêng tư với mức độ chiếu sáng thấp. Tại các khu vực thư giãn, trong khu vực chăm sóc sức khỏe của khách sạn, những vị khách muốn thư giãn trước hết, họ mong đợi ánh sáng trong bầu không khí dễ chịu. Họ muốn đắm mình trong một căn phòng cho phép họ bỏ lại những căng thẳng trong ngày và cung cấp ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng khuếch tán tạo ra một tâm trạng nhẹ nhàng. Các điểm nhấn riêng từ bộ đèn định hướng tạo nên sự tương phản thú vị. Và khi khách đến cửa phòng, số phòng cần rõ ràng và sáng sủa để khách có thể nhìn thấy số phòng của mình
và cần có ánh sáng ngay khi khách hàng bước qua cửa, có thể là công tắc hoặc là thẻ. Và không nên có một đồ vật di chuyển trong phòng ngủ và phòng tắm. Công tắc đèn có thể nhìn thấy rõ ràng ở bên cạnh giường. Đừng quên trang bị đèn trần trong phòng. Với việc sử dụng đèn trần trong chiếu sáng khách sạn sẽ tạo cho không gian khách sạn một không gian hiện đại, lịch sự và thoải mái. Và thường thì không có đèn trần trong những căn phòng lớn thì phải cần có nhiều ánh sáng hơn, và phải giữ ánh sáng trong phòng được linh hoạt. Điều quan trọng nhất là phải sử dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng. Với một thiết kế chiếu sáng tốt thì phải đảm bảo các yếu tố như tất cả các không gian, lối vào, khu vực làm việc, khu vực công cộng được sắp xếp hợp lý theo thứ tự rõ ràng về tầm quan trọng và mục đích, và có thể làm cho nó có thể nhìn thấy một cách nhanh chóng, loại bỏ được các mối nguy hiểm, và nó có thể thực sự là duy trì trong thời gian dài. Và một thiết kế chiếu sáng tốt thì đó là một chiếu sáng có thể tiết kiệm năng lượng và nó được sử dụng đầy đủ tiềm năng của ánh sáng ban ngày khi có sẵn. Tiếp theo, nhóm em sẽ mô phỏng một cái khách sạn. Tiếp theo, chúng em sẽ mô phỏng rồi chất của mình với phần mềm Dialect Aero. Đầu tiên là tổng quan về dự án. Dự án có địa chỉ ở 508 Hai Bà Trưng, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Rồi chất rộng 1960.7 m², với khách sạn cao 30 m, 5 tầng và 188 phòng. Chúng em sẽ mô phỏng phòng lễ tân, phòng khách bằng phần mềm Dialect Aero. Đầu tiên là phòng lễ tân. Phòng lễ tân với kích thước mô phỏng là 13.8 x 18 m, tổng diện tích là 248 m². Đây là bản vẽ 2D của phòng lễ tân. Tiếp theo là phòng bedroom. Phòng bedroom được mô phỏng với diện tích là 4.8 x 4 m, với diện tích là 19.2 m². Đây là bản vẽ 2D của phòng ngủ. Tiếp theo là phòng khách và phòng vệ sinh. Tiếp theo chúng ta đến với các bước và vẽ dự án. Bước đầu tiên, chúng ta tạo một cái dự án mới. Chọn Select Import Plan để import một package. Bước 2, ở Inside tab, chúng ta chọn Draw New Building để vẽ khung của dự án. Bước thứ 3, ở trong tab In Story and Building Construction, chúng ta chọn Draw New Room để vẽ phòng cho dự án. Bước thứ 4, ở trong Ceiling tab, chúng ta chọn Draw New Ceiling để vẽ trần cho dự án. Bước thứ 5 là chúng ta add các đối tượng 3D vào dự án, từ Dialect Aero hoặc là từ các trang web chip 3D, vân vân. Bước thứ 6, chúng ta chọn màu tường, trần và sàn nhà. Có thể chọn từ catalog của Dialect hoặc là chúng ta có thể tự tạo màu. Bước tự tạo màu, chúng ta có thể tìm được mẫu trên Google. Sau đó, chúng ta chọn vào chọn màu và chúng ta có thể chỉnh các thông số của vật liệu chúng ta vừa tạo. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn và import các catalog của đèn. Và bước đầu tiên, chúng ta vào In Brand và chọn download các catalog, hoặc là có thể sử dụng các catalog ở phiên bản online. Bước thứ hai, chúng ta chọn đèn và dự án, drop hoặc drag đèn, và chúng ta có thể edit vị trí lắp đặt của đèn. Bước tiếp theo, chúng ta edit các thông số của phòng, chọn in construction edit và chọn template selection.
và theo tiêu chuẩn VN7114-1/2008 Bộ Xây dựng chiếu sáng của khu vực làm việc thì phòng tiếp tân thì phòng lại theo tiêu chuẩn VN7114-1/2008 Bộ Xây dựng chiếu sáng khu vực làm việc thì khu vực lễ tân sẽ lớn hơn là bằng 300 lít. Theo tiêu chuẩn VN7114-1/2008 thì với phòng bedroom sẽ là lớn hơn bằng 200 lít. Theo quy chuẩn VN22-2016 Bộ Y tế thì khu vực phòng bedroom sẽ là lớn hơn 200 lít. Và cuối cùng là tiêu chuẩn VN7114-2008 Bộ Xây dựng chiếu sáng khu vực làm việc bát 1 indoor thì có chiếu sáng phòng khách với tiêu chuẩn là lớn hoặc bằng 200 lux. Tiếp theo chọn đèn và bộ đèn. Đầu tiên tôi sử dụng đèn hắt trần dạng dạng chiếu sáng hắt trần của hãng Tageti. Đầu tiên chúng em sử dụng chiếu sáng trần với dạng chiếu sáng là Bendan. Sử dụng đèn chiếu sáng hắt trần của hãng Tageti với kích thước chiều dài, chiều rộng nhưng chiều cao lần lượt là 2929x40x26mm và sử dụng để chiếu hắt trần trong phòng lễ tân, phòng ngủ và phòng living room. Các thông số của đèn như điện áp đầu vào là 220-240V, điện áp đầu vào là 220-240V, công suất là 56W, nhiệt độ màu là 3000K, chỉ số hoàng màu lớn là bằng 90, tiêu chuẩn IP20, kiểu chiếu sáng Bendan là chiếu sáng hắt trần lên. Tiếp theo nếu sử dụng đèn để trang trí của hãng Brandlight với cái kích thước là 200 lần lượt là 225x190x363, sử dụng để trang trí trong phòng lễ tân với các thông số kỹ thuật của đèn như điện áp đầu vào 220-240V, công suất 8,4W, lumen là 448 lumen, nhiệt độ màu 2700, chỉ số hoàng màu là 82, chỉ số bảo vệ IP là 20. Tiếp theo sẽ sử dụng đèn của hãng Philips âm trần để chiếu sáng thì đèn này được sử dụng trong phòng lễ tân, phòng ngủ và phòng khách. Tiếp theo là một số thông số kỹ thuật của đèn với điện áp đầu vào là từ 220-240V, công suất là 8,4W, lumen tổng lumen là 1900 lumen, nhiệt độ bầu là 3000 độ K, nhiệt độ màu là 3000K, chỉ số hoàng màu là 99, chỉ số IP bảo vệ 20, kiểu chiếu sáng Ceiling Reset là kiểu chiếu sáng âm trần. Tiếp theo là sử dụng đèn của hãng Philips với tên gọi sản phẩm là DN570B BSE-E, được sử dụng để chiếu sáng trong phòng lễ tân với điện áp đầu vào từ 220V-240V, công suất là 18.8W, tổng lumen là 1900 lumen, nhiệt độ màu là 3000K, chỉ số hoàng màu là 99, chỉ số IP bảo vệ là 20. Tiếp theo cho em sử dụng đèn 3F Philips để chiếu sáng trong phòng tắm với điện áp đầu vào của sản phẩm là từ 220-240V, công suất là 21W, tổng lumen là 1434 lumen, nhiệt độ màu là 4000K, chỉ số hoàng màu 80, chỉ số IP bảo vệ 67 để chống nước tại phòng tắm. Tiếp theo sử dụng đèn chiếu sáng điểm sử dụng trong các phòng như là reception, bedroom và living room với điện áp đầu vào của sản phẩm từ 220-240V, công suất là 4W, tổng lumen là 270 lumen, nhiệt độ màu là 3114, chỉ số hoàng màu 83,
chỉ số IP bảo vệ 20. Kiểu chiếu sáng là wall mounted. Theo đến phần mô phỏng. Đây là hình ảnh mô phỏng của phòng lễ tân. Thì phòng lễ tân được sử dụng với kiểu chiếu sáng hát trần, có sử dụng đèn trần và các đèn âm trần. Bên cạnh đó còn sử dụng thêm các đèn trang trí và các đèn chiếu sáng để tập trung vào các bức tranh. Tiếp theo đến phòng ngủ. Phòng ngủ cũng được sử dụng các kiểu chiếu sáng trần. Kiểu chiếu sáng âm trần và sử dụng các bộ đèn chùm. Tiếp theo là đến ban công. Thì ở ban công được sử dụng một kiểu chiếu sáng, đó là kiểu chiếu sáng âm trần. Tiếp theo là đến phòng khách. Phòng khách cũng được kiểu chiếu sáng là kiểu chiếu sáng hát trần và được sử dụng các loại đèn để tạo tính thẩm mỹ. Tiếp theo là phòng tắm, được sử dụng đèn. Để tại đây thì tiếp theo là phòng tắm, được sử dụng kiểu chiếu sáng downlight. Tiếp theo chúng ta kiểm tra LED tại các phòng. Đầu tiên là phòng lễ tân với tổng LED là 327, lửa hơn tiêu chuẩn là 300 và đạt yêu cầu. Tiếp theo là phòng bedroom. Thì phòng bedroom với tổng LED là 235, lửa hơn 100 LED và cũng đạt yêu cầu, với chiều cao chiếu sáng là 0.8m. Tiếp theo là phòng khách với tiêu chuẩn chiếu sáng là 300 và tổng LED ở đây với tiếp theo là phòng khách với tổng LED ở đây là 300 và tổng LED chiếu sáng là 317, đạt yêu cầu với chiều cao chiếu sáng là 0.8. Tiếp theo là phòng bedroom. Tiếp theo là phòng bathroom với chỉ tiêu là lớn hoặc bằng 200 LED. Sau khi mô phỏng là sẽ được 229 LED, đạt yêu cầu. Là phòng lễ tân. Tiếp theo phòng lễ tân, chúng ta sẽ sâu hướng chiếu sáng của các đèn, sâu nhiệt độ của phòng lễ tân. Tiếp theo là phòng bedroom. Phòng khách, các hướng chiếu sáng của phòng khách và nhiệt độ màu của phòng khách. Rồi các bộ đèn sử dụng. Ở phòng lễ tân thì sử dụng các đèn như là MPE, Philips để chiếu sáng âm trần và sẽ đèn Taketi để chiếu sáng hát trần. Tiếp theo là danh sách của các đèn phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Tiếp theo là phần chọn dây dẫn và các thiết bị bảo vệ. Chúng em sẽ chọn ở phòng khách. Thì số lượng đèn ở phòng khách, như sử dụng đèn Philips 840 sẽ là 19 đèn với công suất là 8. Và một số thiết bị khác. Thì tổng công suất ở phòng này là 7.730W. Đầu tiên chúng sẽ tính y tính toán sẽ bằng công suất chia cho căn 3 coffee nhân U. Với tổng công suất là 7.730 chia cho căn 3 nhưng hệ số coffee là 0.9. Lấy 7.730 lấy tổng công suất
chưa cho căn 3, nhân với hệ số Coffee là 0.9 và nhân số với điện áp là 380 bằng 13,05A. Và chọn MCCB 1 pha 20A. Và tính toán tiết diện dây dẫn. Tiếp theo là tính toán tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng cho phép. S sẽ bằng Y chia cho G và chọn dây đồng G bằng 6. Y là 13,5, tính ra là 2,17 mm². Và tra bảng trong TCVN 7994-1-2009, chọn dây dẫn KVD. Kích thước là với chọn dây dẫn KVD với diện tích là 2,5 mm² và chọn MCCB 1 pha 20A. Và đây là các thông số của dây dẫn KVD với kết cấu là 1,7 chia 0,7 mm, chiều dài cách điện là 0,8 mm, điện áp danh định từ 450 đến 750V. Tiếp theo là thông số kỹ thuật của MCCB 1 pha, số cực là 1 pha, dung điện danh định là 20A, dung cách ngắn mạch là 6 kA, chỉ số IP là 20, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-4-1. Và tiếp theo là các tài liệu tham khảo mà nhóm em tham khảo như cuốn Hotel Lighting và chất handbook của Renko, Catalog Philips, Catalog đèn rạng đông và các tài liệu khác trên trang web quyenhuyenanh.com. Cảm ơn thầy và các bạn đã quan tâm theo dõi. Em xin chân thành cảm ơn.